Rồi, hello, xin chào tất cả các anh em nha. Thì hiện tại mình có về một số mẫu nháy hơi A33 anh em. Đây là bản A33, lưỡi thép trắng không gỉ nha anh em. Xài chống xoay lớn, mỏ xỏ kim nên là hạn chế tối đa vụ mà tét mỏ đâu này kia ha anh em. Bản này thì lưỡi rất là ôm, so với cái body là lưỡi nó ôm sát body ha nè, ôm rất là đẹp, ngạnh nó cũng dài hơn cái lưỡi zin ha, lưỡi titan rồi này kia, thì cái ngạnh thép trắng này là nó sẽ dài hơn, nhìn nó rất là đẹp ha nè. Thì mẫu này giá thị trường bán là 150.000 anh em. Mình sẽ sale cho anh em dùng thử với giá 99.000 khi mà anh em đặt hàng ở trên Shopee ha. Giá tốt là khi anh em mua hàng trên Shopee ha anh em. Hiện tại thì Shopee của Khanh á là được anh em bên Shopee hỗ trợ. Khi mà anh em mua hàng á, anh em lên trên livestream trên Shopee của mình á, anh em sẽ lấy được rất là nhiều cái mã giảm giá ha, mã phi ship 25k rồi mã giảm giá đơn hàng đồ này kia rất là nhiều, nên là anh em cứ vào Shopee anh em mua để được cái giá tốt nhất ha anh em, được miễn ship rồi được mã voucher giảm giá đơn hàng đồ này kia các kiểu. Thì thông số của con này thì chiều dài của body vẫn là 33 ha anh em, 33 mm tương đương với 3.3 cm, nặng 7 gram ha anh em. Không gian lưỡi anh em thấy không? Rất là sâu. Lưỡi rất là bén nha anh em. Đặc biệt là nó rất là ôm body. Thì mình sẽ lấy những cái con mà ở trong hộp như thế này cho anh em xem. Đó. Con nào như con nấy ha anh em, lưỡi ôm body rất là đẹp. Đây. Lưỡi này đóng cá thì rất là chắc cá ha nè. Đó. Thì 200 con đầu ha nè, mình về được 200 con thì 200 con đầu này mình sẽ bán với giá là 99k trên Shopee cho anh em dùng thử. Anh em lưu ý giúp mình là giá mua dùng thử là mình chỉ bán trên Shopee ha anh em. Shopee anh em mới mua được cái giá tốt ha. Anh em nào không có Shopee thì anh em cứ tải Shopee về. Em có thể liên hệ với mình qua Zalo 0947 24 531 thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em mua được hàng ha. Shopee thì giờ được hỗ trợ rất là nhiều ha anh em. Free ship rồi giảm giá đơn hàng tùm lum hết trơn á, nên là anh em vào Shopee anh em mua cho nó rẻ, vừa được hỗ trợ giá dùng thử và vừa được mã voucher của Shopee rồi free ship giảm giá đơn hàng rồi này kia, thì anh em tội tình về phải mua ở bên ngoài anh em. Rồi ok, thì anh em nào có nhu cầu thì anh em cứ vào Shopee theo cái đường link mình để ở phần mô tả và cái phần bình luận của clip này ha anh em. Rồi anh em rảnh tay thì cho mình xin một like, chia sẻ clip ủng hộ mình ha anh em. Rồi, cảm ơn tất cả những anh em đã theo dõi clip. Rồi, chào tất cả anh em.